thì nó lo gì cho cha chồng, nấu ăn giỏi lắm. Sáng thì dậy hỏi ba mẹ ăn gì hay gì này kia rồi vậy con sắp chết. Sáng mấy giờ con dâu thức dậy? Thường thường thí dụ như bữa nào mà không kẹt khách làm hay gì á thì dậy sớm, có khi kẹt làm tới khuya thì phải để cho con dậy trễ chút. Còn bữa nào làm thì có khi ngủ tới 7-8 giờ luôn. Có bữa không ngủ tới 11 giờ luôn. Đã con làm thợ trang điểm á, có khi là con đi về sớm, đi dậy sớm á. Khuya quá. Trang điểm con dâu này kia hả? Dạ. Cái nghề nó vất vả lắm. Nói chung phải mình phải thông cảm cho nó chứ mình cũng không có ép. Vậy mình nói vậy sáng ăn nấu đồ sáng cho gà chồng là cũng dạ. Giỏi. Giỏi mà. Khi nào mà con rảnh con không đi làm là sáng con dậy sớm con đi mua đồ ăn sáng rồi mua đồ nấu cơm. Hai mấy tuổi, 4 tuổi về là giỏi lắm mà biết suy nghĩ đó. Nhưng mà mình với ba chồng là hợp nhau điểm gì nè? Về hợp thì chắc có lẽ là cách ăn uống với lại thích hát rồi thích cứ nhậu vậy đó. Nhưng mà nghĩa là nhậu vui rồi cha con rồi ra ngoài chơi rồi. Bao giờ thì con dâu cầm cái ly mình vô chào. Trời ơi, hoài luôn á chú. Trời ơi, nắm vỗ ở nhà luôn đấy. Ba, vô ba. Vô con. Ba. Nên, vô con. Cạn vô, vô. Dạ, cạn luôn. Ba với con hợp lắm, hợp cách ăn uống rồi cái cách sống cũng hợp nữa. Cha con hát bài nào chung đây? Con hợp cỡ nào? Chắc con nhường cho ba con hát tại vì con. Kính thưa quý vị, ứng dụng Dating Lab sẽ được ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị khán giả hãy đón xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu và các chương trình khác về tình yêu và gia đình trên Dating Lab. Dating Lab kết nối tình yêu. Dạ chào chị. Dạ con chào chú. Hai mời chú ngồi. Dạ xin mời. Dạ chào anh Nguyễn Linh và cô Lê Lộc. Là cha chồng. Dạ cha chồng con dâu. Dạ. Wow, hiếm khi thấy ba chồng con dâu lắm nha. Nào giờ là mẹ chồng không hả? À? Có một hai lần gì đó. Dạ hiếm. Bây giờ xin mời mình giới thiệu về mình. Xin giới thiệu với anh Quỳnh Linh và cô Lê Lộc. Dạ. Tôi là Trần Văn Tài ở Đức Hòa, Long An. Dạ. Hôm nay được rất vui được tham gia chương trình. Dạ. Và kính chúc cái chương trình thật nhiều may mắn. Đức Hòa mình làm công việc gì á? Nói chung ở đó thì mình cũng làm ruộng, trồng đậu phộng, chăn nuôi bò. Chứ cũng không có nghiệp nghề gì hết. Tức là cũng gần đây, giáp Bình Chánh ha. Dạ đúng rồi. Dạ, xin mời chị ạ. Lời nói đầu tiên cho con xin chào chú Nguyễn Linh và chị Lê Lộc. Chào khán giả, con tên là Hải Yến. Năm nay con 24 tuổi, con cùng quê với ba chồng con luôn. Đức Hòa vậy là gần nhà nhau hả? Dạ, nhưng mà cách có một cây cầu thôi. Con thì Đức Huệ, ba thì Đức Hòa. Đức Hòa, Đức Huệ sát bên nhau thôi. Dạ. Mình làm dâu của ba được bao nhiêu lâu rồi? Nếu mà nói làm dâu mà chính thức á, thì làm dâu của ba được 4 tháng. Cái ngày đầu tiên mà cha chồng gặp con dâu mình á, có ấn tượng điều gì với cô gái này không? Lúc mới gặp lần đầu tiên á, thì mình cứ tính là bạn bè của con mình thôi. Bạn bè của con cũng đông lắm. Mà mới đầu lúc đầu mình tính bé nào như bé nấy thôi. Dạ. Mình cũng tiếp đẩy y nhau thôi chứ mình không có phân biệt là người nào sao sao hết á. Dạ. Rồi tới chừng mà con nói là đó là bạn gái con, lúc đó mình mới tách ra, mình để ý bé này chứ nhiều hơn bé đấy kia. Ví dụ mỗi lần người cha mình để ý còn nó làm gì, ví dụ coi cái cách sống của nó, cách ăn nói chuyện hay có gì mình coi có hàm ý hay vừa lòng hay không. Con mình nó giới thiệu với mình là nó là bạn gái con, âm thầm theo dõi. Dạ. Là coi cái tình ý con bé này ra sao cái đã, nó chưa hết mình dám cưới thì con mình ha. Là lần lần là quen lâu ngày mắm mến tay mến chân rồi. Nói chung là thật sự thương thiệt đúng không? Nhưng mà lúc đó mình có ưng cái điểm nào chưa? Lúc mới về thì bình thường thôi, nhưng điều lần lần mình vừa bụng cô bé xinh đẹp, nó ăn giỏi lắm. Dạ. Còn mình thì ấn tượng điều gì khi mà lần đầu tiên gặp ba chồng? Thấy ba hiền dễ gần, tính tình của ba thoải mái lắm chị. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Khi về làm dâu á thì nó lo gì cho cha chồng? Nấu ăn giỏi lắm. Sáng thì dậy hỏi ba mẹ ăn gì hay gì này kia rồi vậy con sắp chết. Sáng mấy giờ con dâu thức dậy? Thường thường thí dụ như bữa nào mà không kẹt khách làm hay gì á thì dậy sớm, có khi kẹt làm tới khuya thì phải để cho con dậy trễ chút. Còn bữa nào làm thì có khi ngủ tới 7-8 giờ luôn. Có bữa không ngủ tới 11 giờ luôn. Đã con làm thợ trang điểm á, có khi là con đi về sớm, đi dậy sớm á. Khuya quá. Trang điểm con dâu này kia hả? Dạ. Cái nghề nó vất vả lắm. Nói chung phải mình phải thông cảm cho nó chứ mình cũng không có ép. Vậy mình nói vậy sáng ăn nấu đồ sáng cho gà chồng là cũng giỏi mà. Khi nào mà con rảnh con không đi làm là sáng con dậy sớm con đi mua đồ ăn sáng rồi mua đồ nấu cơm. Hai mấy tuổi, 4 tuổi về là giỏi lắm mà biết suy nghĩ đó.
Nhưng mà mình với ba chồng là hợp nhau điểm gì nè? Về hợp thì chắc có lẽ là cách ăn uống với lại thích hát rồi thích cứ nhậu vậy đó. Nhưng mà cái là nhậu vui rồi cha con rồi ra ngoài chơi rồi. Bao giờ rồi, con dâu cầm cái ly mình vô chào. Trời ơi, hoài luôn á chú. Trời ơi, nắm vỗ ở nhà luôn đấy. Ba, vô ba. Vô con, ba. Lên đây, vô con. Cạn vô, vô. Dạ, cạn luôn. Ba với con hợp lắm, hợp cách ăn uống rồi cái cách sống cũng hợp nữa. Cha con hát bài nào chung coi. Con hợp cỡ nào? Chắc con nhường cho ba con hát. Tại vì con với ba hai cái dòng nhạc nó lệch nhau. Dạ. Ủa gì hả? Ba thì hát nhạc nhạc sớ nhân ca trữ tình đâu. Con là chỉ có giật thôi. Thôi vậy thôi, tặng mỗi người bạn đi. Ba trước đi ba. Tôi chỉ dòm chữ tôi hát được chứ tôi không có thuộc. Trời, nó câu rồi nó thuộc đi. Dạ. Anh Quyền Linh với cô Lê Lộc muốn tôi hát cổ hay hát nhạc? Hát cái nào mà chú thuộc á, cho dễ chú hát. Bây giờ tôi lên đây thì sở thích của hai cô tôi đã đi. Nghe cổ đi. Dân miền Tây mà. Dạ. Quệ là... Khi mình thử vô câu dòng cổ ha. Đúng rồi. À, có hay dở cũng đề nghị cho vỗ tay ha. Vỗ tay trước luôn. Vỗ trước nha. Em ơi, tôi không phải kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mượn đó đầu kia để tương tư hình bông. Mà chỉ băn khoăn với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với quá đau. Hay. Hay à. Nói chung em chỉ mê hát nghêu ngao vậy thôi. Không, chứ hát hay đấy. Hát nghêu ngao chơi. Vậy cho nó vui cuộc đời, nó nói vậy vui đó. Nói chung con cái cũng hên, gặp được con dâu nó cũng mê. Rồi về có khi chiều cái làm rảnh, cái bữa nào không làm cái cha con rồi cái cả nhà cái bài cái tiệc nhỏ cái banh ra cái bàn đó, cái ngồi cha con hát nghêu ngao chơi cái xong cái nghỉ. Thấy không? Cha con bày cái bàn tiệc banh ra giữa nhà hát. Hát nghêu ngao chơi vậy thôi. Không những mà ba con hợp mà tới ba ruột của con với ba chồng con cũng hợp luôn. À, cũng hát luôn. Dạ, hai gia đình nói chung là hợp với nhau. Trời lắm, thích tinh thần văn nghệ nó cao lắm. Dạ. Con hát thử chú nghe. À, để con nhớ cái đoạn đầu cái đó. Có cần vô ly không? À, là con nhớ rồi. Chiều một mình trên phố năm xưa, lật bước giữa đêm đông người. Lại vùng mình anh bước qua đây, rồi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười hoa anh vẫn đam mê, rồi môi anh vẫn thở nào. Anh đang ngang còn ngâm ngâm cười nhớ nhớ cái gì đó thôi. Trời ơi, chiều mà vô nhà chồng với dâu rồi vô ba. Bữa nào mà ly xong rồi lâu mà không hát. Nhà con hát hoài à. Hát buồn lắm. Có khi không thì nhiều cái cha con hát nhau gom lại với vợ chồng gom lại cái lâu lâu hai ba bữa có mình bài ra cái gì ví dụ lẩu hay gì cái mình ăn xong cái hát lắm nha, dễ. Bữa nào rủ Linh Lê Lộc xuống quốc chập nha. Nếu mà Linh với Lê Lộc tới nhà tôi thì nếu mà Linh muốn qua cầu Vinh Sáng đi xuống dưới. Dạ, sát bên nè chú à. Dạ. Có khi tối tụi con đốm phòng vậy nè, cái ba ôm cái đàn guitar đi gõ cửa từng phòng. Hải cái vừa đàn vừa hát vậy á. Dạ, vui quá vậy. Đó, gia đình có cái máu nghệ thuật như thế thấy nó đỡ có căng thẳng nhiều hơn, đỡ áp lực hơn. Dâu nó lo cho ông già chồng dữ không? Cũng khá ổn. Nó có make up cho ông già chồng. Bữa nào ví dụ mình ăn uống mà thấy ăn không được á, ba bữa nay muốn ăn món gì đổi món hay gì được, có cái là ví dụ sáng dậy hỏi bữa nay ăn cái gì, cả nhà mình ăn cái gì rồi được cái đó. Làm make up mà đúng không? Dạ. Có khi nào trang điểm cho ông già chồng rồi cắt dạ. Tay chân rồi lo rồi sắc đẹp cho ông già chồng không? Nói chung là quần áo thì có, dụ con không có nói ra mặt, dụ đi mua đồ nói cái này con thấy hợp với ba nè mẹ, đó cái là mẹ mua. Đó, còn một lần make up thì chắc bữa nay là lần đầu tiên qua được make up. Tại bình thường là ba con đẹp sẵn rồi đâu cần make up. Tóc khỏi make up rồi đó. Dạ. Bữa nào con về con make up cho ba bữa cho đẹp bữa ha. Dạ. Dỗ quả gì đó thử coi lên đồ của nó làm sao. Rồi ba con đám dỗ là chuẩn bị sẵn sàng lắm, ba con có mấy cái đôi ủng rồi ha, rồi nón cao bồi luôn ha. Mỗi lần mà bắt đầu mà bạn ba mà lơ là bắt đầu thay đồ, cái là ra làm trang phục khác, hát bài khác liền. Trời dạ. Nhiều ngao ở quê ở sớm chơi thôi. Chị hay rồi chứ tụi Linh hát đâu có bằng vậy đâu. À, chú Linh thử, chú Linh cổ tài cho bao nghe thân thử công. Qua phượng đón ai mà nở ngay trước ngò, cánh nhỏ bay bay đậu đó sân trường. Dịu dàng nhìn ai hay soi gương đời mua hoa chín đỏ.
Như sai ước mơ dịu dàng nhìn em. Cũng tài tử thôi cho nó vui thôi mà. Con nhìn vô con thấy hai cha con này quá hợp nhau. Đúng luôn. Rồi. Như là hai cha con ruột luôn á. Chứ là vui vẻ sống khỏe rồi. Chính dạ. Rồi. Có gì không hợp không con? Không hợp thì chắc là không có chú ơi. Thật sự luôn á. Là không có luôn. Kiểu như hôm nào mà con làm biếng không nấu ăn á. Cái bời hôm đó mình ra ngoài mình ăn đi, bữa nay ăn cơm riết ngán quá. Cái là ba dắt cả nhà đi ra ngoài ăn. Không, chú thích dạ. Đó, thật sự chú thích một cái gia đình như thế. Dạ. Cha chồng hay mẹ chồng cũng như thế, vui cởi mở phóng khoáng chân thành mộc mạc chất phác, những cái điều đó nó ngọt ngào lắm mà nó tự nhiên nữa con dạ. Hả, có bao giờ cha chồng giận con dâu không? Nói chung có hồi cũng giận. Có giận nữa hả? Giận là lý do vậy, có những lúc mình đi làm về trưa đó rồi đói bụng đi mà con nó không có nấu cơm. Quạo chứ lúc đó đâu có là quạo lắm á. Lúc hồi nấu mì ăn là cái ăn xong rồi mình nằm rồi mình hút thuốc hay mình uống cà phê vậy đó. Rồi mới suy nghĩ là tại con mình kẹt làm chứ không phải bỏ mình. Mà thật sự nó đang mất đăng điểm sao nấu cơm cho mình ăn được. Thế đó suy nghĩ là thôi, cái đó dâu, cũng bỏ qua. Bữa nào giận quá, hát bài hết giận gì đâu. Cái đó là cái khi làm tới chiều xong, cái nấu mì ăn xong, cái đi làm tiếp xong, cái nói thôi, bữa nay cũng làm đi kiếm một chút ít thôi, cha con mình đi ăn đi, khỏi nấu ba ơi. Dễ đi thương đi. Quá. Vậy thôi, cái vậy con cái, không thích con điều gì nhau đi. Ở cha chồng con. Hình như là không có luôn á chú. Có luôn dạ. Hả? Hai cha con mình có biết được cái tật xấu của nhau không? Ba không có tật xấu, không có điều tối ba ngủ ba chuyện ngáy thôi. Cái nào ngáy? Mình ngủ riêng là hồi đó thì kiểu như ba thích cha con đồ ngủ chung mà tối nói chuyện rồi nào ngủ riêng đó. Dạ hả? Không có cho ngủ riêng. Ủa thì ngủ trong nhà trời, cái ở dưới quê thường sàn là đúng không, tối không muốn đứa con nào mà ngủ riêng, chỉ có sau này cưới rồi bắt đầu mới tụi con mới ở riêng à. Dạ. Mà không phải là riêng nữa, chung cái nhà vậy thôi, ngủ phòng riêng thôi, phòng riêng. Kiểu tối rồi trước tiên ngủ nói chuyện vậy cho vui. Rồi bây giờ tôi đưa đang nuôi đứa cháu chắc ở 10 năm có rồi. Dạ. Đứa cháu đó cũng không có dính líu gì hết á, là bạn của con tôi thôi, tôi thấy nó khổ quá rồi tôi nuôi vậy thôi. Ba thương người lắm, nuôi đang đi làm thôi, tại bạn của con tôi. Nào nuôi hai này mới thôi, nuôi nổi đâu, nó đâu cũng ăn nhiều gì đâu. Thôi dạo này con làm khó khăn lắm. Đây là một câu chuyện rất là vui. Dạ. Tôi Linh nghĩ rằng là cha chồng với con dâu như thế là đã gắn cái tình yêu thương với nhau rất là chặt rồi. Yeah. Chúng ta thoải mái với nhau, có chuyện gì cứ nói thẳng với nhau nghe để chúng ta thông cảm, nói yêu thương nhau. Nói chung là cha con từ hồi cưới về tới giờ cũng chưa có gì để nói với nhau hết á. Năm ba bữa mà không ăn chung không ca là tôi hơi buồn. Cảm ơn ông già và chồng rất nhiều, dễ thương, rất là nghệ sĩ ha. Một cô con dâu rất là gọi là năng động, một con dâu rất là thông minh khéo léo luôn á. Tôi nghĩ rằng cái mối lương duyên giữa cha chồng với nàng dâu này là hay lắm. Dạ. Nói chung là cha chồng nhiều khi khó dạ. Gần gũi. Ba con dễ lắm. Nhưng mà đây là người cha chồng dễ. Còn dạ. Mẹ con có dễ như ba không? Mẹ con dễ như ba luôn, dễ hơn luôn. Yeah, ngày nào cũng có niềm vui, dạ. Nụ cười hết ha. Dạ. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình lâu hát. Thấy người Linh với Lê Lộc cũng nhớ tham gia chương trình ha. Chúc gia đình chúng ta mãi trọn vẹn những niềm vui như thế, yêu thương đông đầy. Xin kính chúc cho Quyền Linh và cô Lê Lộc dạ. Gặp được nhiều may mắn và sức khỏe dồi dào dạ. Có dịp nào đi lạc lên đi quê nước Hòa cứ hỏi thăm nhà, cứ cần hỏi nhà của ông Đô Múc Tài là biết nhà ba con liền. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng chú và em một ít quà. Rồi, đây là ơn. Sản phẩm của thương hiệu Elina. Rồi, cảm dạ. Ơn. Còn đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Dạ, xin cảm ơn chú và em đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn Linh. Dạ, cảm ơn chú. Hệ gia đình nha, hôm nào có dịp người Linh Lê Lộc xuống chơi. Dạ, chắc chắn nha. Mình hát nhảy múa một bữa cho vui. Dạ, cảm ơn.